nhạc sĩ Tuấn Thành được biết đến với nhạc vàng qua những bài tình ca như Hoa Xoan Bên Thềm Cũ hay Chiếc Lá Cuối Cùng. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ được thưởng thức bài hát Chiếc Lá Cuối Cùng qua tiếng hát rất là truyền cảm, ngọt ngào của Hạnh Nhi. Xin mời Hạnh Nhi. Một chiếc cuối bay xa.
Bài hát được trình diễn viết về mái tóc và again mái tóc của người yêu Châu Hà đẹp như thác đổ. Hôm nay bài hát Suối tóc của Văn Phụng sẽ được trình diễn bởi giọng ca Nguyễn Kim Lan. Tôi muốn biết nên đôi
Kính mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Nổi Loạn Người Đi của nhạc sĩ An Bằng qua giọng hát Lý Chính. Xin mời Lý Chính. Yeah.
note from the audience saying that the artist that Anh Bằng just passed away 3 days ago in California. The audience, I request you to say "Oh no" in a very sad tune for the artist Anh Bằng. Oh no. Thank you. Life goes on, and we actually have only 3 more songs, believe it or not. Kính thưa quý vị, Lam Phương is considered one of the main pioneers of Vietnamese music. In recognition of the continuing popularity of his songs, the gala series Thuy Nga Paris by Night has 4 times devoted tributes to his songs. Nhạc sĩ Lam Phương, tên thật là Lâm Đình Phùng, được xem như một nhạc sĩ tiền phong trong nền âm nhạc Việt Nam. Bài hát của ông rất đa dạng và đã được Thuy Nga Paris by Night vinh danh trong 4 lần. Hôm nay, chúng ta sẽ được thưởng thức nhạc phẩm Cho Em Quên Tuổi Ngọt của nhạc sĩ Lam Phương qua giọng hát Alena Nguyễn. Sáng tác từ năm 1963. Tính đến nay có khoảng 70 bài hát.
Có những bài được phổ nhạc và nhiều nhất là tình thơ Nguyên Sa. Hôm nay, bài hát Bản Tình Cuối của ông sẽ được trình bày qua giọng ca Phan Sĩ Tuấn. Một ngày nào đó ta
sắc màu. Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. Kế tiếp, đặc biệt bởi vì quý vị có lẽ chưa từng được nghe bao giờ. Bài hát này được viết bởi anh Phan Hữu Tài, một nhạc sĩ chỉ được biết trong vòng bạn bè và thân hữu thôi. Chúc anh sau buổi trình diễn ngày hôm nay sẽ được nhiều người biết đến. Xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của anh Nguyễn Ngọc Đức qua bài hát Nỗi Nhớ Nhung Buổi Chiều của Phan Hữu Tài. Chiều nay tất nắng, em vẫn không lại, anh vẫn mong chờ. Hàng cây khép lại, từng cặp tình nhân bên nhau lặng lẽ. Ôi say đắm, ôi nồng nàn những môi. Ôi thương nhớ, tiếc trao tháng ngày qua. Đường xưa hai đứa và bao ước hẹn nay đã không còn. Hoàng hôn lơ đãng, cuộc đi giờ giang ra đi lặng lẽ. Em có tiếng ta bây giờ cách xa nhau. Em có nhớ cánh chim bay về cuối đàn. Ôi nỗi nhớ nhung ngập tràn. Ôi nỗi nhớ nhung vô vàn. Tình đã cuốn theo mây ngàn. Hoàng hôn buông xuống, chim trong giá lạnh, đôi cánh chim buồn. Đường chim bay đó, bay về nơi nào, mang theo niềm nhớ. Em có biết anh bây giờ nhớ nhung em? Em có thấy cánh chim bay về cuối ngàn? Chiều nay tắt nắng, em vẫn không lại, anh vẫn mong chờ. Hàng cây khép lại, từng cặp tình nhân bên nhau lặng lẽ. Ôi say đắm, ôi nồng nàn những môi hôn. Ôi thương nhớ, tiếc cho tháng ngày qua. Đường xưa hai đứa và bao ước hẹn nay đã không còn. Hoàng hôn lơ đãng, cuộc tình giờ giang ra đi lặng lẽ. Em có tiếng ta bây giờ cách xa nhau. Em có nhớ
bay về cuối hàng. Bay đó, bay về nơi nào mang theo niềm nhớ. Em có biết anh bây giờ nhớ em? Em có thấy cánh chim bay về cuối ngang? Là quý vị cũng chưa có muốn về phải không? Chưa. Nhưng mà bài hát vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng ta. Nhưng tôi xin quý vị nán ở lại đây thêm 10-15 phút nữa. Lý do thứ nhất đó là xin quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn cho tất cả những thành viên trong ban nhạc. Lý do thứ hai là quý vị đã chứng tỏ mình là những khán giả tuyệt vời nhất, cho nên xin một tràng pháo tay cho toàn thể quý vị. Và toàn MC. Cảm ơn anh Đào Hữu Thảo. Oh yeah. Và trước khi đi về, chúng tôi xin mời quý vị nghe vài đôi lời của anh Patrick Geddes. Ladies and gentlemen, this is for our concert today. I would like to wrap it up by introducing to you a very important person who will give the final conclusion, Mr. Patrick Geddes. Please welcome. We have come together for many concerts here, honoring different occasions and seasons, and especially honoring our Vietnamese American community and the music we have in common. We continue to include in our repertoire timeless Vietnamese songs as we have today. Thanks are due to the musicians gathered here of varying ages who give themselves in various ways. Music in its own way speaks to many things, many times, many seasons, relationships, many times of life, and is a way of celebrating our gratitude for the goodness in our lives. Composers write music that expresses feelings about the seasons of our creation. They write music that expresses our feelings and has a message to share. Today we celebrate autumn, and we think of the colorful changes in the trees that are about us. We think of Thanksgiving and autumn and harvest, a time that can be filled with a bountiful harvest, a full table. But bounty can mean other things too. It can also be a harvest that speaks to those around us who come together in the name of friendship and family, things that have a different kind of value. Some of those being things of the spirit, a spirit often heard in the musical notes and words of song, a talent or gift that many have that they can be grateful for, and in sharing it, they can show their gratitude for being blessed with such a gift of music. Prelude Chamber Ensemble is glad that you are here and that we can share this time together. We say thank you for blessing us with your presence here today. We wish you good life and good music to
fill your hearts. Thank you. Thank you so much, and please enjoy the refreshment on your way out at the hall. Thank you, all of you. Have a good night.